giá lăn bánh mới nhất của chiếc xe Toyota Veloz trong tháng 11 năm 2023. Khi mà được chính phủ hỗ trợ 50% thuế trước bạ, thì Toyota Việt Nam lại có một chương trình xả kho lớn tặng thêm 50% thuế trước bạ nữa. Vậy là chúng ta được hỗ trợ đến 100% thuế trước bạ. Vậy ở trong tháng 11 này, giá lăn bánh của Toyota Veloz sẽ là bao nhiêu tiền? Nào, không để quý anh chị phải đợi chờ lâu. Trong clip ngày hôm nay, Văn Hội sẽ chia sẻ nhanh, chia sẻ luôn cho anh chị. Nào, đó chính là gì ạ? Giá niêm yết của bản CVT là 658 triệu đồng. Nếu lăn bánh ở một tỉnh thì mức thuế 10%, nhưng chúng ta không phải nộp thuế rồi, thì chúng ta chỉ nộp có những cái món gì ở đây ạ? Bao gồm bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm và phí biển số. Đây là cái giá lăn bánh Văn Hội sẽ treo lên trên màn hình để anh chị có thể nhìn thấy được rằng là chưa bao gồm thêm cái khuyến mại của phía đại lý nhá. Có nghĩa là khuyến mại đã 100% thuế rồi nhưng chưa hết đâu ạ. Chúng tôi còn hỗ trợ thêm tiếp tiền nữa. Anh chị hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới, còn ở trên màn hình Văn Hội sẽ treo cho anh chị là bản CVT lăn bánh ở một tỉnh. Ở Hồ Chí Minh lăn bánh sẽ cộng thêm 20 triệu. Hồ Chí Minh và Hà Nội chúng ta cũng sẽ cộng thêm 20 triệu đồng. Văn Hội sẽ sâu chi tiết của bản CVT lên trên màn hình. Hơn 600 triệu đồng. Tuyệt vời đúng không ạ? Trong khi đó người Anh ở đây 1.5 top, giá niêm yết là 698 triệu đồng. Lăn bánh ở một tỉnh, Văn Hội cũng sẽ lại sâu lên trên màn hình giá niêm yết trừ 100% thuế trước bạ. Ở Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng vậy, 20 triệu tiền biển số cộng vào, Văn Hội đã sâu chi tiết lên. Còn anh chị nhớ nhá, là chúng tôi còn trừ tiếp thêm bằng tiền mặt để làm sao là ở một tỉnh là lăn bánh còn dưới giá niêm yết cơ. Trả góp nào? Trả góp của Toyota Veloz trong tháng 11 này chỉ lãi suất là có 0%, áp dụng trong 6 tháng đầu, thời gian vay lên đến 8 năm, vay đến 85% giá trị xe. Hơn 100 triệu đồng thôi, chúng ta đã nhận một chiếc Veloz ở thế hệ mới rồi. Còn bây giờ nào, chúng ta đi ngắm nhanh một chiếc Toyota Veloz 1.5 top màu đen nổi bật là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem rằng là màu đen nó sẽ nổi bật là như thế nào. Đầu tiên là những cái đường viền mạ chrome của những cái màu đen này này, nó sẽ nổi bật hay như cụm đèn pha, cốt full LED, LED phản xạ đa hướng, kết hợp giải led ban ngày và hệ thống xi nhan tuần tự. Vậy xi nhan tuần tự là như thế nào? Anh chị, cho anh chị sẽ nhìn thấy được, cũng như hệ thống đèn led ban ngày nó sẽ đẹp tuyệt vời là như thế nào. Anh chị hãy cùng nhìn ở đây. Đó, đây nó chính là hệ thống xi nhan tuần tự kết hợp với những cái đèn để chúng ta có thể nổi bật hơn và an toàn hơn khi di chuyển. Tiếp đến nào, chúng ta còn có hệ thống đèn sương mù halogen cho khả năng phá sương rất tốt, cũng như những cái đường viền mạ chrome này rất nổi bật. Anh mình quay sẽ quay chéo sang góc 45 độ để anh chị khách hàng có thể nhìn thấy, ngắm nhìn cái độ đẹp, độ sang. Khoảng sáng gầm của xe thì lên đến tận 205mm, giúp di chuyển linh hoạt đa địa hình. Khi mà chúng ta có đến 7 chỗ ngồi, động cơ 1.5 tiết kiệm nhiên liệu ở tiêu chuẩn khí thải mới nhất hiện nay. Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết không ạ? Nó rất đẹp đúng không ạ? Rồi, đẹp như vậy thì phần thân xe nào? Phần thân xe chúng ta sẽ thấy gì ở đây? Chúng ta sẽ có một chiếc la răng lên đến 17 inch với cái thông số lốp đây ạ, 205/50R17. Cả bốn bánh đều trang bị là phanh đĩa. Đĩa trước là có lỗ thông gió đây. Tiếp tục nào, hệ thống đèn xi nhan LED trên gương kết hợp camera 360 độ và hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang. Đây, chúng ta sẽ nhìn chéo ở đây để thấy được. Rồi, cam 360 phía đầu xe thì chắc chắn là có rồi. Chúng ta sẽ được ngắm nhìn cụm camera, đây là cụm camera theo xe nhá. Cụm camera này theo xe luôn này. Logo Toyota mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Ở trên nóc xe thì chúng ta sẽ có thêm một cái nẹp dọc thể thao khỏe khoắn, tay nắm cửa thì cùng màu thân xe và có tích hợp thêm cái phần cảm ứng vân tay này, cảm ứng nhiệt vân tay này, rất hay này. Tiếp tục nào, bên trong nội thất với những cái đường đèn LED của màu nội thất này, hay như những cái cổng sạc rất nổi bật, bệ cần số sang trọng, bề thế hay la phông trần màu ghi giúp cho xe trông nổi bật hơn, sang trọng hơn. Chưa hết đâu ạ, ngay ở hàng ghế sau, hàng ghế sau của chúng ta thì còn có khả năng gập dạng sofa rất rộng luôn. Và lưng ghế thì còn có những cái phần để chứa đồ
rất đẹp. Đã đẹp nội thất như vậy rồi thì ở bên trong phần đuôi đúng không ạ? Phần ở phía sau đây ạ. Anh chị có thể nhìn thấy được đó, đó chính là cái phần đèn hậu căng ngang đây không ạ? Đèn hậu căng ngang rất nổi bật, rất sang anh chị nhá. Đặc biệt nhất đây là một chiếc màu đen, trông rất đẹp và nổi bật luôn. Chúng ta sẽ mở cái cốp lên. Anh chị thấy đây 7 chỗ ngồi. Ghế chúng ta gập phẳng được lại. Gập phẳng được. Đó. Ở đây chúng ta còn có những cái hộp để chúng ta để đồ. Nó sẽ rất tiện nhá. Đây anh chị nhìn thế này. Cái phần đèn hậu được căng ngang như thế này này. Rất tỉ mỉ. Xe trang bị cả hai cảm biến cảnh báo va chạm sau, kết hợp camera lùi của hệ thống cam 360 phía sau. Bên thân bên này đây ạ, anh máy quay sẽ quay chéo từ phía trên xuống. Sẽ quay chéo từ trên xuống để chúng ta có thể nhìn thấy thân xe nổi bật, đẹp, sang trọng là như thế nào. Anh chị hãy nhìn thấy chi tiết ở đây. Đó, cảnh báo điểm mù trên gương này, cảnh báo phương tiện cắt ngang này, phanh tự động này, cảnh báo chệch làn đường này. Toyota Veloz top màu đen thực sự là nổi bật và sang trọng. Đầu xe rất bề thế luôn, rất nổi bật và bề thế. Khi mà một cái phần ngoại thất đẹp như thế này rồi thì bên trong nội thất là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây là bên trong phần nội thất của chiếc xe Toyota Veloz Cross phiên bản top màu đen. Anh chị thấy không ạ? Ghế thì bọc da này, kết hợp với nỉ cao cấp, bơm lên 6 hướng. Và gì nữa nào? Chúng ta có phần tappi rộng. Cái tappi này nó rộng lắm. Trong khi đó hộc để đồ thì nhiều này, báng tay cầm to này, những cái đường vân carbon này, hệ thống gương cục tự động này, hay chỉnh mặt gương điện này, hay như chốt khóa kính này. Chúng ta điều khiển tất cả các kính bằng điện này. Thì chúng ta còn ở bên trái này có hộc để đồ này. Xe trang bị là hai chìa khóa thông minh nhá. Nút bấm thì là sẽ bấm vào phần logo này, khóa này, muốn vô hiệu hóa pin này, bấm giữ được vào đây này. Anh chị bấm giữ phím logo này, bấm 3 lần phím mở là ok nhá. Hộc để đồ rất tiện này. Chúng ta có gì ở đây ạ? 6 túi khí, 6 loa giải trí, kính góc, hệ thống đây ạ. Chúng ta ở đây này có hệ thống đèn AH tự động dương pha này, chân băng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo tiền va chạm. Và gì nữa nào? Vô lăng chỉnh lên đến 4 hướng, ngồi sẽ rất dễ chịu đấy nhá. Khi mà cái phần vô lăng đẹp như thế này. Vô lăng khâu bọc da đúng không ạ? Ghế, mọi thứ chi tiết rất thoải mái, đường viền LED đều đầy đủ cả. Anh chị nhìn thấy tổng quan đây này. Hệ thống Toyota City Sense, phanh tự động, cảnh báo lệch làn. Ở đây thì chúng tôi chuẩn bị tặng khách hàng một chiếc camera hành trình. Sắp giao xe rồi đúng không ạ? Xe rất hot luôn. Còn bên trong là như thế nào, mình quay sẽ ngồi vào trong. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất của chiếc Toyota Veloz phiên bản top màu đen, cực kỳ nổi bật và sang trọng ở thế hệ mới nhất hiện nay. Có thể thấy rằng đây là chiếc xe của tương lai, xe của hiện đại. Khi mà chỉ có hơn 600 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu ngay bảng đồng hồ trung tâm là màn hình digital. Nào, máy quay sẽ tiến gần hơn một chút. Màn hình digital lên đến tận 7 inch, hiển thị cực kỳ là sắc nét, với đa thông tin, km trên giờ cũng hoàn toàn bằng điện tử, rất nhiều cảnh báo phụ trợ. Đến là màn hình giải trí lên đến 9 inch, có kết nối CarPlay và Android Auto. Tại sao gọi là xe của hiện đại đúng không ạ? Có kết nối CarPlay, Android Auto. Anh chị nhìn thấy đây ạ. Chưa hết đâu ạ. Hệ thống Toyota City Sense, phanh tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm. Và gì nữa nào? Hệ thống điều hòa, chúng ta sử dụng là điều hòa tự động. Điều hòa tự động anh chị nhá. Đó, xuống dưới chúng ta sử dụng hộp số. Hộp số cũng tự động. Và hệ thống Auto Hold. Hệ thống này sẽ là hệ thống phanh tay điện tử, tích hợp thêm tính năng Auto Hold. Lại chưa hết đâu ạ. Chúng ta còn có thêm khả năng sạc không dây. Đây là khả năng sạc không dây. Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết luôn. Đó, thấy không ạ? Và gì nữa nào? Hộc để đồ thì rộng. Chúng ta có vô lăng khâu bọc da, hệ thống gạt mưa trước sau, hay đèn tự động. Đèn tự động, đèn đã full LED nha anh chị này. Buổi chiều nắng ban ngày, cái đèn sáng như thế kia cơ mà. Đúng không ạ? Đó, cảnh báo điểm mù ở trên gương. Hệ thống này thì Văn Hội sẽ vào phần cài đặt này để cho anh chị có thể nhìn thấy được. Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết được đúng không? Đây.
cảnh báo điểm mù. Anh chị nhìn thấy trên gương kìa. Tắt bật cảnh báo phương tiện cắt ngang. Anh chị nhìn thấy không ạ? Chưa hết đâu ạ, gương còn cụp tự động cơ. Gương cụp tự động. Rất hay đúng không ạ? Và gì nữa nào? Một cái phần la phông trần rộng như thế này thì cửa gió điều hòa hàng ghế sau nó để trên cao này. Và chúng ta còn có điều khiển điều hòa hay là những cái phần trần đèn này, anh chị nhìn thấy này, sáng rực luôn đúng không ạ? Xe của tương lai, Toyota Veloz 7 chỗ ngồi, những cái đường viền led này. Anh chị nhìn bên kia, nhìn cho dễ hai bên như nhau nhá. Đường viền led đấy. Đó, anh chị nhìn thấy không? Buổi tối nó sáng lắm. Rất hay luôn. Với nhiều cái nổi bật như thế thì mức giá niêm yết khi mà đang trong đợt khuyến mại giảm cả thuế của nhà nước, cả thuế của Toyota Việt Nam lên đến 100% thuế thì tổng giá lăn bánh ở một tỉnh. Cái chiếc xe này nó chỉ chưa đến giá niêm yết đã lăn bánh rồi. Rất tuyệt vời rồi, nhiều công nghệ cao cấp. Cam 360 nè. Chúng ta sẽ test thử để thấy cái cam 360 đi ạ. Đó, anh chị thấy chưa? Thực sự là trong phân khúc như thế này mà được trang bị thêm cam 360 là hiếm. Là rất hiếm đấy ạ. Nhá. Tiếp tục ấy, chúng ta đổi được các góc. Chúng ta đổi được các góc, anh chị nhìn thấy không ạ? Đổi được các góc luôn nhá. Và chưa hết đâu nhá, hệ thống với nhiều công nghệ như vậy, tổng quan chi tiết nào. Tổng quan chi tiết để chúng ta có thể nhìn thấy lại. Chúng ta còn có nhắc lịch bảo dưỡng này. Nhiều cái khác thì Văn Hội đã ở cái phần hướng dẫn sử dụng xe rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần tổng kết. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là chi tiết hình ảnh của chiếc xe Toyota Veloz 1.5 top màu đen thế hệ mới nhất 2023, mới nhất hiện nay, với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và đặc biệt nhất là hình ảnh chi tiết của xe, hỗ trợ cả trả thẳng và trả góp, giao xe online, giao xe toàn quốc. Kính mời quý chàng hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới, đội ngũ tư vấn xe của tôi sẽ giao chiếc xe thân yêu đến tận nhà anh chị. Kính chúc quý chàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Và đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật nào. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.